Tiểu sử của Đức Giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá giáo phận Oran, Hoa Kỳ. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành là một giám mục người Mỹ gốc Việt. Ngài được Đức giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Oran, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 10 năm 2017. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Ngài dẫn dắt tôi lấy ý từ Thánh Vịnh 23, câu 2. Đức giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành sinh năm 1953 tại Nha Trang. Ngài đi theo con đường tu trì và từng học tại Đại chủng Viện Thánh Giuse và Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Năm 1979, Ngài cùng gia đình rời khỏi Việt Nam, tị nạn qua con đường Philippines và đến Hoa Kỳ năm 1980. Năm 1981, Ngài trở thành giáo viên toán học và khoa học. 3 năm sau đó, Ngài gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ La Salette. Năm 1990, Ngài chính thức khấn chọn vào dòng. Tháng 5 năm 1991, Thầy Thomas Nguyễn Thái Thành được phong chức linh mục. Năm 1999, Ngài trở thành linh mục của giáo phận Saint Augustine. Cha Nguyễn Thái Thành được bổ nhiệm làm linh mục phó, rồi linh mục chánh sứ giáo sứ Thánh Giuse ở Jacksonville, giáo sứ lớn nhất của giáo phận. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, cha Thomas Nguyễn Thái Thành được Đức giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Oran, Hoa Kỳ. Thánh lễ tấn phong cử hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2017. Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành sinh ngày 7 tháng 4 năm 1953 tại Nha Trang. Ngài là con thứ hai trong gia đình có 11 người con. Năm lên 13 tuổi, cậu bé Nguyễn Thái Thành gia nhập dòng Thánh Giuse, tìm hiểu và học tập về triết học tại Đại chủng Viện Thánh Giuse và Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Năm 1979, chủng sinh Nguyễn Thái Thành cùng gia đình rời khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền nhỏ có chiều rộng khoảng 1,8 mét và dài 8,5 mét, vừa đủ chỗ cho 26 người. Họ mất 18 ngày để đến Philippines. Sau đó, gia đình chủng sinh Nguyễn Thái Thành sống ở trại tị nạn 10 tháng trước khi được chuyển đến Mỹ năm 1980 và định cư tại Hartford, Connecticut. Sau khi học tại Hartford State Technical College, Nguyễn Thái Thành là trở thành giáo viên toán học và khoa học tại trường Hartford Public Schools trong thời gian từ năm 1981 đến năm 1984. Năm 1984, chủng sinh Nguyễn Thái Thành vào dòng thừa sai Đức Mẹ La Salette và hoàn thành nghiên cứu của mình tại Merrimack College từ năm 1984 đến năm 1986 và trường thần học Western từ năm 1987 đến 1990 ở Massachusetts. Ngày 19 tháng 9 năm 1990, thầy Nguyễn Thái Thành thực hiện nghi thức tuyên thệ khấn dòng. Ngày 11 tháng 5 năm 1991, Thầy Phó Tế Thomas Nguyễn Thái Thành được phong chức linh mục thuộc dòng thừa sai của Đức Mẹ La Salette. Sau khi chịu chức, cha được bổ nhiệm làm linh mục phó sứ giáo sứ Thánh Thomas Tông Đồ tại Smyrna, Georgia từ năm 1991 đến năm 1994. Sau đó, Ngài chuyển đến giáo sứ Thánh An ở Marietta, Georgia từ năm 1994 đến năm 1996. Và tiếp theo là giáo sứ Chúa Kitô Vua Jacksonville, Florida từ năm 1996 đến năm 1999. Năm 1999, cha Thomas Nguyễn Thái Thành trở thành linh mục của giáo phận Saint Augustine. Ngài vẫn là linh mục phó của giáo sứ Chúa Kitô Vua ở Jacksonville từ năm 1999 đến năm 2001. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm linh mục chính sứ của giáo xứ này từ năm 2001 đến năm 2014 và từ năm 2014 là linh mục của giáo xứ Thánh Giuse ở Jacksonville, giáo xứ lớn nhất của giáo phận. Cha Thomas Nguyễn Thái Thành cũng là thành viên của trường cao đẳng tư vấn và của hội đồng linh mục giáo phận. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christophe gọi điện đến cha Thomas Nguyễn Thái Thành để loan tin Tòa Thánh đã chọn Ngài làm Giám mục phụ tá giáo phận Oran. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, cha Thomas Nguyễn Thái Thành được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Oran, Hoa Kỳ. Những cảm xúc đầu tiên, Ngài cho biết
tôi cảm ơn Chúa vì món quà về chức vị tư tế. Tôi yêu cuộc sống và nhiệm vụ của giáo hội. Tôi đã tìm thấy cả hai thách thức và lợi ích, thêm rằng đó là một trách nhiệm tuyệt vời để trở thành Chúa Kitô, giống như với những người được ủy thác cho tôi như là người lãnh đạo tinh thần của họ. Trong cùng ngày, Walter Irby, tham mưu của tòa khâm sứ ở Hoa Kỳ tại Washington DC, công bố, và ngày 6 tháng 10 tại tòa giám mục giáo phận Orange cũng tổ chức cuộc họp báo để công bố tin này. Giám mục giáo phận sư tầm Augustine Philip Esteves cho biết ngài đã biết được việc bổ nhiệm linh mục Nguyễn Thái Thành làm giám mục vào ngày 27 tháng 9. Thánh lễ tấn phong cho vị tân giám mục được cử hành vào ngày 19 tháng 12 cùng năm. Chủ phong là Đức Giám mục Kevin Van, giám mục chính tòa giáo phận Orange, và hai giám mục phụ phong là Đức Giám mục Philip de Jesus Esteves, giám mục chính tòa giáo phận sưu tầm Augustine, bang Florida, và Đức Giám mục Robert G. Baker, giám mục chính tòa giáo phận Birmingham. Thánh lễ tấn phong còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y. Roger Mahoney và Đức Hồng Y. William Joseph Levada, cùng với hơn 40 giám mục, Đức Viện Phụ, giám tỉnh và bề trên một số dòng tu, hơn 160 linh mục người Mỹ, Mexico và Việt Nam, cùng 3 thầy phó tế. Thành phần tham dự còn có nhiều giáo dân Việt Nam từ khắp nơi tại Hoa Kỳ. Trong lễ tấn phong giám mục, Đức Tổng Giám mục Christophe Vier giải thích rằng Đức Cố Giám mục Đa Minh Mai Thanh Lương đã được chọn làm giám mục phụ phong cho thánh lễ truyền chức giám mục này trước khi ngài qua đời và được thay thế bởi Đức Giám mục Baker. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Đức Giám mục Kevin Van bổ nhiệm Đức Giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành làm quản sứ Đức Mẹ Fatima ở San Clemente, California. Do linh mục tiền nhiệm của giáo xứ Jim Reese phải nghỉ hưu vì bệnh, Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành đã quản nhiệm xứ này cho đến tháng 7 năm 2022, sau khi giáo xứ này được bổ nhiệm các tân linh mục chánh và phó xứ. Hiện nay, Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành đang thi hành mục vụ ở giáo xứ Thánh Nicola, cũng là giáo xứ của Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một cộng đoàn Việt Nam được thành lập sau năm 1975. Đức giám mục Philip de Jesus Esteves của giáo phận Thánh Augustino nhận xét về Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành như sau. Cha Thành không chỉ đẩy mạnh sự hiệp nhất trong giáo xứ mà còn thúc đẩy ơn gọi linh mục và đời sống tôn giáo hơn bất cứ giáo xứ nào trong giáo phận. Sau đây, chúng con xin kính mời quý cộng đoàn cùng nghe bài giảng của Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành trong thánh lễ phong chức phó tế cho hai thầy tại giáo phận Houston, Hoa Kỳ. Kính thưa cha bề trên, kính thưa các cha, các thầy phó tế, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phục vụ có mặt nơi đây. Trước tiên, tôi xin cảm ơn cha cựu bề trên Long đã mời tôi về đây để dâng thánh lễ phong chức phó tế cho hai thầy Duy Lộc và Nam Việt qua sự chấp thuận của Đức Hồng Y Dinado, Tổng giáo phận Houston. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nguyện này để dâng thánh lễ. Thì tôi cũng nói những lời này như tôi nói đến những nhà thờ có cộng đoàn Việt Nam tôi đến lần đầu tiên. Thành thật cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho tôi khi Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm tôi làm Đức Giám mục phụ tá của địa phận Orange. Và nếu quý vị hỏi tôi, thưa Đức cha, qua một năm rồi Đức cha thấy thế nào, tình cảnh Cali ra làm sao, không biết tâm trạng Đức cha như thế nào. Thì tôi nói như thế này, thứ nhất là thời tiết thì coi như là number one, traffic thì number ten. Thế mà có một câu như thế này là từ hồi tôi ở bên Jacksonville, Florida, từ khi tôi chuyển từ Christ the King qua Saint Joseph, thì có một vị cha xứ người Ái Di Lan rất là khôn ngoan cho tôi một lời khuyên. Cha Thành ơi, cha đi qua một nhiệm sở mới thì giáo dân ở đó họ sẽ đối xử với cha giống y như vua 100 ngày. Nhưng mà sau 100 ngày thì tuần trăng mật của cha sẽ chấm dứt.
Thế nhưng mà tôi ở bên Cali đã trên một năm mà tuần trăng mật vẫn còn. Thành ra tôi cảm tạ Chúa và tôi xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tuần trăng mật của tôi vẫn cứ kéo dài mãi cho đến năm 75 tuổi tôi retire. Khẩu hiệu của tôi là He leads me, Chúa dẫn tôi đi. Tôi xin quý vị cũng cầu nguyện cho tôi để tôi luôn luôn đưa bàn tay của tôi vào bàn tay của vị mục tử nhân lành là Chúa Giêsu để đưa tôi đi. Chứ có nhiều lúc tôi cũng bướng bỉnh là tôi nắm tay của vị mục tử lại kéo mục tử đi, thì như vậy thì khốn khổ. Thành ra xin quý vị tiếp tục cho tôi luôn luôn phó thác vào trong bàn tay của Chúa để hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai thầy Duy Lộc và Nam Việt. Tôi xin chú trọng bài giảng vào hai thầy. Hai thầy tiến chức thân mến, tôi đã nhận và đọc được đôi dòng tiểu sử và ơn gọi của hai thầy. Thầy Doan Kim Nguyễn Duy Lộc kể lại cuộc hành trình ơn gọi với bao thăng trầm của cuộc sống, rời gia đình bên Việt Nam qua du học Hoa Kỳ, lặn lội tìm kiếm việc làm để sinh sống, và khi nghe được tiếng gọi thì gặp phải sự chống đối của người trong gia đình. Nhưng dù sóng gió vẫn kiên trì trung thành theo tiếng gọi của Chúa. Thầy Anthony Nguyễn Nam Việt được lớn lên trong một gia đình đạo hạnh, học hỏi gương sáng nơi ba má, yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân qua sự cầu nguyện và việc bác ái. Và nhờ đó ơn gọi được nuôi dưỡng và vun trồng khi còn bé và đã nhập dòng Chúa Cứu Thế khi mới 17 tuổi. Hai hoàn cảnh khác nhau, hai môi trường khác nhau, hai cuộc sống khác nhau nhưng cùng một chí hướng. Và rồi qua một thời gian dài trên 10 năm đào tạo để giờ đây sẵn sàng xin vâng cho thiên chức phó tế. Cha bề trên, các cha trong chương trình đào tạo, các cha giáo đã dạy công chuẩn bị hai thầy trên nhiều khía cạnh, thần học, tâm linh, nhân bản và ngay cả lời hứa độc thân và đọc sách nguyện trong bổn phận tư cách một thừa tác viên hội thánh, thì hai thầy đã luyện tập từ lúc khấn giọng mấy năm trước đây. Cho nên tôi nghĩ là hai thầy đã biết hết mọi sự. Tôi chỉ muốn chia sẻ một giáo huấn ngắn nằm gọn trong hai chữ phục vụ. Tôi chọn đề tài phục vụ là vì trong nghi thức phong chức cho chúng ta thấy rõ là các thầy được phong chức phó tế không phải để làm gì khác hơn là để phục vụ dân Chúa, phục vụ trên ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, phục vụ dân Chúa bằng rao giảng lời Chúa. Cho nên khi được phong chức phó tế rồi thì các thầy chính thức công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ. Và không chỉ công bố mà thôi, nhưng là rao giảng lời Chúa một cách chính thức trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Và các thầy đã công bố, phải công bố và giảng dạy và công bố như chính Chúa Giêsu rao giảng. Bởi vậy cần phải chuẩn bị chu đáo, nhất là các bài giảng. Không biết các thầy học ở trong đài trung viện thế nào, chứ tôi học là khi giảng một bài giảng 10 phút thì các thầy phải mất 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Có nghĩa là 1 phút của bài giảng là phải 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, để học hỏi và để suy gẫm. Đây là một cái thách thức lớn. Tuy nhiên cũng còn thêm một điều thách thức nữa là phải thực hành những gì mình giảng dạy. Nói đến đây tôi nhớ đến câu chuyện xảy ra cho tôi cách đây hơn 25 năm. Hồi đó tôi còn làm phó sứ ở Atlanta, Georgia và giúp cho một cộng đoàn Việt Nam nhỏ mới thành lập lúc đó, nhưng mà bây giờ cộng đoàn đó đã lớn, rất lớn, là cộng đoàn của cha Tuấn, các thánh tứ đạo Việt Nam. Sáng hôm đó tôi dâng thánh lễ 9 giờ sáng. Thánh lễ thường ngày thì hai thầy biết rồi, mất khoảng chừng 30 phút. Rồi tôi lại có một cái hẹn với người Việt Nam ở Champlain Tucker, cách cái giáo xứ Marietta của tôi
khoảng 30 phút. Trong cái lễ sáng hôm đó, tôi giảng về lắng nghe, listening, tôi giảng cho người Mỹ. Listening in nature, listening in the scripture, and listening to the people around you. Lắng nghe lời Chúa qua thiên nhiên, lắng nghe Chúa qua kinh thánh, lắng nghe Chúa qua những người chung quanh. Lễ xong 9:30, tôi vội vã đi ra xe, thì có một giáo dân tới hỏi, thưa cha, cho con xin xưng tội. Tôi trình bày cho bà ấy là tôi có hẹn 10 giờ, mà bây giờ là 9:30, phải lái xe 30 phút nên không có đủ thời giờ để nghe xưng tội. Tôi nghĩ cách hay nhất là bà đi tới văn phòng giáo xứ và xin gặp linh mục, chắc chắn sẽ có linh mục giải tội cho bà. Hai thầy và quý vị đây biết là bà nói với tôi làm sao không? Cha vừa giảng về lắng nghe, bây giờ cha phải thực hành những gì cha giảng. Thế thì tôi phải ngồi nghe xưng tội. Tôi chia sẻ cho hai thầy câu chuyện này để thấy được cái thách thức thực hành những gì chúng ta đang rao giảng. Nếu hai thầy rao giảng về sự quan trọng của cầu nguyện, thì chính mình cũng phải thực sự cầu nguyện. Nếu hai thầy rao giảng về sự tha thứ, thì chính mình cũng phải thực hành điều đó. Nếu hai thầy rao giảng về mục đích của con người là làm tròn thánh ý Chúa, thì chính mình cần phải sống phó thác, sống tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đó là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai là phục vụ dân Chúa bằng cách phục vụ bàn thờ. Bởi vì lời trong Kitô giáo của chúng ta, lời Chúa không chỉ là một hệ ý thức, không phải là một hệ thống tư tưởng trừu tượng, mà là lời đã trở thành xác thịt và ở giữa chúng ta. Một cách cụ thể là trên bàn thánh. Cốt lõi của lời Chúa hai thầy chắc đã học rõ là mầu nhiệm vượt qua, mà mầu nhiệm Chúa chết và sống lại, và mầu nhiệm đó đã được thể hiện một cách cụ thể trên bàn tiệc thánh. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ thì hai thầy nghe sau khi đọc lời truyền, thì vị chủ tế nói là gì? Đây là mầu nhiệm đức tin. Thì đây là cái câu trả lời xưa, nhưng mà nó cũng vẫn theo ý nghĩa của nó. Con tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Ngài đã sống lại, con tuyên xưng Chúa sẽ đến. Mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm Chúa chết và sống lại được cụ thể hóa trên bàn thánh. Cho nên phục vụ bàn thờ, phục vụ lời đã hóa thành xác thịt và ở giữa chúng ta, để nên ánh sáng, để nên lương thực, để nên của ăn của uống cho dân của Ngài. Và khía cạnh thứ ba là phục vụ người nghèo. Bởi vì trong cộng đoàn hội thánh có nhiều thành phần mà những người được gọi là người nghèo, chúng ta ưa nghe nói thấp khổ bé miệng. Người nghèo, người thấp khổ bé miệng, cách này hay cách khác, lại là những người dễ bị lãng quên. Cho nên ngay từ thuở ban đầu, như chúng ta vừa nghe trong bài lập 2 hôm nay, các thánh tông đồ đã chọn các thầy phó tế để cùng với các ngài chăm sóc cho người nghèo trong cộng đoàn hội thánh. Đó, phục vụ dân Chúa qua ba khía cạnh: phục vụ lời Chúa, phục vụ bàn thờ và phục vụ người nghèo. Và hai thầy có thể làm được công việc đó một cách tốt đẹp khi bản thân hai thầy gắn bó với Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô chính là lời hằng hữu của Thiên Chúa, bởi vì Chúa Kitô chính là lời hóa thành xác thịt, bởi vì Chúa Kitô chính là đấng đã tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ nhất trong dụ ngôn Thánh Ma-thêu chương 25. Những gì các con làm cho những kẻ bé mọn chính là làm cho ta. Tuần vừa qua, tôi có đi dự tuần tĩnh tâm với các giám mục Hoa Kỳ ở Chicago. Và đề tài chính của tuần tĩnh tâm dựa vào câu phúc âm Thánh Marco chương 3 đoạn 14. Tôi đọc tiếng Mỹ, dịch ra tiếng Việt. Jesus appointed 12 to be with him and to be sent out to preach. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai đi rao giảng. Trước khi được sai đi rao giảng, các thánh tông đồ phải dành thời giờ với Chúa Giêsu, be with Jesus, ở với Chúa Giêsu. Cha giảng thuyết dành nguyên 4 ngày tĩnh tâm để nói về be with Jesus, ở với Chúa Giêsu. Đến ngày thứ 5 thì bắt đầu nói về rao giảng, preach. Ngay cả rao giảng cũng phải be with Jesus, ở với Chúa Giêsu. Đây là lời của cha giảng thuyết. To preach is to be with Jesus. Without Jesus, your preaching will be ineffective. Rao giảng
là ở với Chúa. Không có Chúa Giêsu thì lời rao giảng của quý vị sẽ không có hiệu lực. Hai thầy thân mến, đây là bài học mà tôi muốn chia sẻ với hai thầy để chú toàn bổn phận phục vụ lời Chúa, phục vụ bàn thờ, phục vụ bác ái. Hai thầy phải gắn bó với Chúa Giêsu, điều này rất quan trọng. Các thánh tông đồ sau khi Chúa về trời đã trở thành những người rao giảng lời Chúa một cách hăng say, nhiệt thành và hiệu lực là nhờ vào đâu? Thưa là nhờ vào 3 năm sống với Chúa Giêsu Kitô, nghe Ngài rao giảng nước trời, chứng kiến Ngài làm phép lạ chữa lành, phép lạ hóa bánh ra nhiều, phép lạ biến nước thành rượu. 3 năm cùng đồng hành với Chúa Giêsu Kitô, ăn uống với Ngài, được Ngài khuyên răn dạy dỗ cách riêng. 3 năm cùng cầu nguyện với Ngài và trong đêm tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân họ và dạy như thầy đã rửa chân cho các con. Các con hãy rửa chân cho nhau. Và thêm vào đó, họ còn có những liên hệ mật thiết từng cá nhân với Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đã bị đắm chìm ở trong bờ biển Galileo và Chúa Giêsu đã giơ tay cứu vớt. Thánh Gioan dựa ngực vào Chúa Giêsu trong đêm tiệc ly. Thánh Tôma cứng lòng tin, được Chúa Giêsu cho xỏ tay vào dấu đinh. Và chính vì 3 năm tương quan gắn bó với Chúa Giêsu mà các thánh tông đồ đã trở thành những người phục vụ lời Chúa, bàn thờ và bác ái một cách hăng say, nhiệt thành và cuối cùng là hiến dâng mạng sống cho Chúa Giêsu Kitô. Hai thầy cũng vậy. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời phó tế và linh mục tương lai của hai thầy chính là không ngừng vun trồng củng cố mới mối tương quan gắn bó với Chúa Giêsu Kitô bằng cách dành thời giờ với Chúa Kitô như các thánh tông đồ đã dành 3 năm chung sống với Ngài. Ngoài vấn đề dành thời giờ với Chúa qua kinh nguyện, hai thầy cần có một điều cần thiết nữa để hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong thiên chức phó tế, đó là mang trong tâm hồn của hai thầy, mang trong tâm hồn hai thầy kinh tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu. Trong phúc âm Thánh Gioan có câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu sống lại và Thánh Phêrô trên bờ biển Galileo. Hai thầy chắc biết rõ câu chuyện đó. 3 lần Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô, Phêrô con có yêu mến thầy không? Và 3 lần Thánh Phêrô trả lời, thầy biết là con yêu mến thầy. 3 lần Chúa Giêsu bảo Thánh Phêrô, thế thì hãy chăn dắt các con chiên của thầy. Tình yêu Giêsu nếu trung thực thì phải được diễn đạt qua sự phục vụ trong cuộc sống tông đồ. Và lần này Thánh Phêrô hiểu rất rõ, và với tình yêu Giêsu gặt hái được sau 3 năm theo thầy chỉ thánh, Thánh Phêrô đã ra đi phục vụ lời Chúa, cứ hành thánh lễ trên bàn thờ và tìm đến những người bệnh tật nghèo khổ giúp đỡ họ và phục vụ cho đến giây phút cuối đời khi bị đóng đinh ngược trên cây thánh giá. Hai thầy cũng vậy. Sự phục vụ là thành quả, là hoa trái của tình yêu Chúa Giêsu trong tâm hồn anh em. Tình yêu mà Chúa đã nói với hai thầy trong bài phúc âm hôm nay, không phải các con đã chọn thầy, nhưng thầy đã chọn các con để sai các con đi và xin lại hoa trái. Hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương chúng con. Một tình yêu thông cảm và quảng đại, một tình yêu không quản ngại hy sinh tìm đến những người xấu hổ, xấu số trong xã hội để chăm sóc và chăm lo cho họ. Một tình yêu ngập tràn tha thứ, luôn tìm kiếm chiên lạc, đón chào trở về đàn. Một tình yêu đã hủy mình ra không và vâng phục đến chết và chết trên thập giá. Không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Tôi nói lúc đầu là cho một lời giáo huấn ngắn, nhưng mà bài giảng nó dài rồi. Thôi hai thầy và quý vị thông cảm, giám mục mới ra lò lại dâng và giảng thánh lễ phong chức đầu tiên nên hơi luộm thuộm. Tôi xin ngừng bài giảng nơi đây, chứ không việc đền tội của hai thầy và quý vị thêm phần nặng nề. Nhưng mà hôm nay chắc chắn là một niềm vui. Niềm vui cho hai thầy, niềm vui cho thân nhân gia đình, niềm vui cho dòng Chúa cứu thế, niềm vui cho các cha, các tu sĩ ở đây và biết bao nhiêu người trong cộng đoàn. Niềm vui khi thấy hai thầy lên tận chức phó tế.
vui là bởi vì cách nào đó mà hai thầy đã đạt đến được một mục đích mà mình mong muốn. Nhưng mà tôi nói ngay đây, đây không phải là mục đích cuối cùng. Kể cả linh mục cũng không phải là mục đích cuối cùng. Kể cả giám mục cũng không phải mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là gì thưa hai thầy? Là chính Chúa Giêsu Kitô, là chính nước trời. Đây chỉ là một bước trong hành trình đó thôi. Và vì thế cùng với niềm vui đó sẽ có những thử thách, sẽ có những khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Thế thì hai thầy sau thời gian lâu dài được đào tạo và hoàn toàn tự do để đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa qua tiếng gọi của giáo hội. Hai thầy hãy quảng đại đáp trả và hãy tin rằng bên cạnh mình có rất nhiều anh chị em đồng hành với mình trong lời cầu nguyện, trong sự nâng đỡ tinh thần, kể cả vật chất, để hai thầy có thể sống trọn vẹn chức phó tế cao quý mà Chúa ban cho anh em qua hội thánh của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, như vậy tính đến năm 2024, Đức Cha Tô Ma Nguyễn Thái Thành đã tròn 71 tuổi với 33 năm linh mục và 7 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha có sức khỏe tốt để Ngài hoàn thành mọi sứ vụ mà Thiên Chúa và Hội Thánh giao phó. Trên đây là tổng hợp những thông tin về tiểu sử của Đức Cha Tô Ma, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung hoặc đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã xem hết video này. Xin vui lòng chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký theo dõi kênh để đón nhận các bản tin mới nhất của Lòng Chúa Thương Xót.